Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào quý vị, các bạn và các em. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị, các bạn, các em truyện tranh có tựa đề Tiếng Đàn Đá, Lời Của Linh Vương, tranh Quyên Thái. Xin mời quý vị, các bạn, các em cùng lắng nghe. Ông Cơ Nông là một trong những già làng mẫu mực của buôn làng. Ông biết đủ mọi chuyện trên đời và là người chơi đàn đá giỏi nhất buôn. Canu là cháu của ông, năm nay cậu bé vừa tròn 6 tuổi, rất tinh nghịch và hiếu động. Cũng vì vậy mà cậu luôn làm ông phải bận tâm và lo lắng. Canu rất quấn quýt ông, hai ông cháu thường chèo thuyền đi xem vịt, đi điệu cỏ khô về cho bò ăn. Ông nướng cơm lam cho Canu ăn. Ông kể cho cậu bé nghe đủ mọi chuyện hay trên đời, những câu chuyện từ ngày xưa ở buôn làng này, và cả những chuyện kỳ lạ ở xa thật là xa, tận bên ngoài núi rừng trùng điệp kia. Ông Cơ Nông luôn muốn giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, đặc biệt là nghệ thuật đàn đá. Cây đàn đá mới tuyệt vời làm sao? Nó đã có ở buôn làng này từ thời xa xưa lắm, gồm những thanh đá với kích thước dày, mỏng, dài, ngắn để tạo nên các âm sắc khác nhau. Ông Cơ Nông rất yêu âm thanh của cây đàn và luôn mong truyền lại tình yêu đó cho thế hệ sau. Tiếng đàn chính là linh hồn của núi rừng, lúc trầm như tiếng vọng của đại ngàn, lúc thì mộc mạc, réo rắt như là tiếng suối chảy. Mỗi cuối tuần, ông hay tụ tập lũ trẻ trong buôn lại để dạy đàn đá, trong đó có Canu. Hãy nhớ là khi các cháu đàn bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình, âm thanh đó sẽ đánh thức được thần núi. Các cháu có thể nói cho ngài nghe điều mà mình mong ước. Canu rất ham chơi nên không thích ngồi yên học đàn đá chút nào. Cậu thường phớt lờ những lời giảng của ông hoặc lén trốn đi chơi. Ngoài suối có cá, trên cây có chim, bao nhiêu thứ hay ho để vui chơi. Tại sao phải học đàn đá, buồn chán chứ? Canu đã nghĩ như vậy đấy. Ông Cơ Nông biết Canu như thế thì buồn lắm. Thời gian dần trôi, Canu nay đã cao bằng cây ngô trên nương. Ông Cơ Nông lại ngày một yếu đi. Canu thương ông lắm. Vào dịp mừng thọ ông, Canu đi bắt biết bao nhiêu là cá to, còn nướng lên thơm phức và đem tặng cho ông. Thế nhưng ông Cơ Nông giờ đây không còn thích ăn uống nữa. Canu lại cất công đi bắt con chim hót hay nhất trong vùng, cậu mang về tặng ông. Nhưng ông Cơ Nông lại nói rằng, con chim hót hay, khi nó ở với núi rừng, đừng giam cầm nó, cháu ạ. Thế rồi, khi Canu vẫn chưa tặng được món quà như ý, thì ông Cơ Nông đột nhiên trở bệnh nặng và ra đi mãi mãi. Buôn làng vô cùng buồn bã vì đã mất đi một vị già làng đáng kính. Canu thật sự rất nhớ ông, ước gì mình được gặp lại ông. Bỗng có tiếng gõ nhịp đàn đá vang lên giữa núi rừng. Âm thanh mới trong trẻo và du dương làm sao? Như thể đó là tiếng hát của cây, của lá, của suối, của núi rừng hòa cùng nhau. Canu chợt nhớ lại lời ông. Khi các cháu đang bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình, âm thanh đó sẽ đánh thức được thần núi. Các cháu hãy nói cho ngài điều mà mình mong ước. À, đúng rồi, mình sẽ gặp thần núi, mình sẽ ước được gặp lại ông. Thế là Canu tập gõ đàn đá không ngừng, cậu đến gặp các bạn khác trong làng để hỏi thêm về cách đàn. Canu mắc lỗi và gõ sai rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Một ngày kia, điều kỳ diệu xảy ra. Khi Canu đang tập chơi đàn đá, cậu bỗng cảm thấy một tình cảm mãnh liệt dâng lên trong tim. Đó là sự chân thành và cả nỗi nhớ da diết cậu bé dành cho ông mình. Lúc ấy, có một sự rung động lạ kỳ. Cả trái tim cậu hòa vào nỗi nhịp gõ của tiếng đàn đá. Tiếng đàn như cất lên vang dội cả núi rừng, khắp cả đại ngàn, thánh thót, du dương, trầm bổng. Trong khoảnh khắc đó, Canu cảm nhận vô cùng sâu sắc. Ông chính là tiếng đàn đá, ông chính là ngọn cỏ, là suối, là gió, là mây, là núi rừng này. Ông Cơ Nông đang ở trong trái tim cậu từ trước đến nay và sau này mãi mãi như vậy. Qua câu chuyện này mang đến một bài học ý nghĩa về tình cảm gia đình. Bên cạnh đó cũng ca ngợi những nét đẹp trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Và chúng ta cần phải lưu giữ và phát huy những giá trị nét đẹp văn hóa mà thế hệ trước đã để lại. Xin chào và hẹn gặp lại những câu chuyện lần sau nhé.